Chiều 6 tháng 6, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 họp phiên bất thường. Tại đây, sau khi xem xét đề nghị của Bộ Chính trị, căn cứ nội dung tính chất, mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm, theo quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành khai trừ ra khỏi Đảng đối với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh và Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long. Trong chiều 6 tháng 6, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã ký ban hành quyết định về việc thi hành kỷ luật đối với Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Phạm Công Tạc bằng hình thức buộc thôi việc do đã có vi phạm khuyết điểm rất nghiêm trọng trong công tác. Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về Đảng. Trước đó, ngày 4 tháng 6, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư để xem xét thi hành kỷ luật Ban Cán sự Đảng Bộ Khoa học Công nghệ nhiệm kỳ 2016-2021, Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy những vi phạm khuyết điểm của Ban Cán sự Đảng Bộ Khoa học Công nghệ nhiệm kỳ 2016-2021 và Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021 gây hậu quả nghiêm trọng. Các ông Chu Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Long, Phạm Công Tạc đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát lãng phí lớn ngân sách nhà nước, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch COVID-19, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Y tế.